Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chuyên mục ẩm thực cuộc sống. Không biết là quý vị khán giả suy nghĩ như thế nào nếu như có một anh chàng được bố mẹ rất cưng chiều mà lại là một nghệ sĩ khá là bận rộn mà dám tự tin tuyên bố mình nấu món gì cũng ngon. Chắc là quý vị cũng đang rất tò mò giống như Tuyết Vinh bây giờ. Vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Hòa Hiệp và cùng lắng nghe anh chia sẻ những bí quyết nấu ăn của mình nha. Mà không biết là anh Hiệp đi đâu mất rồi. Mà thông thường là anh chàng này rất là đúng giờ mà ta. Tuyết Vinh thấy là ở đây thì cũng đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu để nấu ăn rồi đây nè. Trời đất ơi, chưa có gì hết mà đã nói xấu Hòa Hiệp rồi làm sao? Biết làm sao không? Nó chuẩn bị hết là nguyên vật liệu rồi, nhưng mà mình cảm giác như là thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là thiếu cái trái sake chưa cắt, hiểu không? Tại vì có nhiều khán giả mình nói là trái sake nhưng mà người ta chưa hình dung trái sake như thế nào. Và đặc biệt nữa là Hòa Hiệp tranh thủ là đi chiên sẵn cho Tuyết Vinh ăn thử nè, ăn thử coi ngon không? Dạ, vậy chắc là em trách làm anh rồi đúng đó, không? Đó, chưa gì nữa, chưa gì hết là trách làm rồi. Rất là ngon nha, ăn thử coi. Ngon hơn khoai lang luôn đó. Thơm quá chừng luôn anh. Ăn đi, ăn thử đi. Ngon ghê luôn á. Đúng rồi. Đó, đây là cái món gọi là cái món chiên sake. Mà thường thường là người dân là hay chiên như vậy. Đó, còn đây là trái sake. Tất cả quý vị thấy giống như trái mít không? Dạ, giống cái trái mít không? Trái mít non. Giống trái mít non. Nhưng mà đặc biệt là ở trong đó nó không có sơ nhiều như trái mít và không có hột. Nó bột như thế này đúng không anh? Đúng rồi, thôi bây giờ mình bắt tay vô mình làm món mới. Món hôm nay rất là lạ, chắc chắn là tất cả quý vị chưa ai thưởng thức được món này. Này là món này do Hòa Hiệp mà suy nghĩ và sáng chế ra. Bởi vì cái món này á là Đỗ Thúy Vinh á là người ta chế biến những món gì? Thì chiên nè. Rồi thì chắc là em nghĩ là nếu mà nó bột bột giống như các loại khoai thì có thể nấu chè. Nấu chè hả? Chưa nghe chè sake bao giờ. Cái này thì mình có thể dùng để nấu canh nè. Rồi mình có thể làm gỏi được luôn đó. Mà chưa bao giờ ăn đúng không? Hôm nay thì Hòa Hiệp sẽ giới thiệu một món là sake dồn thịt. Dạ, nghe hấp dẫn quá, bây giờ làm liền đi anh ơi. Bây giờ làm liền ha. Dạ. Bây giờ Thiếu Vinh cho Hiệp mượn con dao đi. Tất cả quý vị biết sao không? Cái trái này thì nó khi mà mình gọt ra thì rất là nhiều mủ. Cho nên khi mà mình gọt ra thì mình phải gọt ở dưới giò nước để cho nó không có bị đen trái sake. Cũng như là mình gọt xong mình ngâm vô một chút xíu nước muối pha loãng. Đó. Mà để gọn hơn nữa là trước khi mà gọt ra thì mình gọi là mình nướng đi. Mình nướng xung quanh, và mình gọt ra thì nó sẽ rất là dễ và nó sẽ không bị đen trái sake. Bây giờ thì Hòa Hiệp, đây Hiệp để đây, Hòa Hiệp có gọt sẵn rồi. Dạ. Mình gọt ra thì trái sake sẽ như thế này. Trước tiên thì mình để đi chút xíu Hiệp sẽ gọt nha. Giới thiệu đây, đây là sake. Còn đây là biết cái gì không? Chả cá. Cà thật lát. Còn này là gì biết không? Thịt heo. Sao biết thịt heo? Đoán. Đoán thôi hả? Đây là thịt lợn. Rồi đây là hai trái cà chua để mình trang trí. Và đặc biệt là trong này thì mình phải cần có hột gà, bột bắp, có những cái gia vị và đặc biệt là phải có dầu ăn. Bây giờ cho Hiệp mượn cái tô đi. Tô bự. Cái tô bự ha. Cá thắt lát. Cá thắt lát nha. Mình phải cho nó ra như thế này. Rồi, mình bỏ thịt vô chung luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị, cho Hiệp mượn cái muỗng. Nêm gia vị thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ bỏ bột nêm vô. Mình rải, mình sẽ rắc đều như thế này. Như thế này. Đó, rồi mình bỏ một tí muối. Mình bỏ tí muối, nó cho nó đậm đà. Rồi mình bỏ một tí đường. Tí đường, rồi mình bỏ một tí tiêu cho nó thơm. Đó, rồi bây giờ Tuyết Vinh trộn giùm Hiệp ha. Trong thời gian đó thì Hiệp sẽ cắt ra trái sake như thế này. Mà lúc nãy anh Hiệp có nói cái món này á là chưa có ai nấu hết á, chỉ có anh Hiệp là người đầu tiên nấu thôi. Thì không biết là đã có ai thưởng thức được chưa? Cái này thì ở nhà Hiệp đã được tra tấn rồi. Nhưng mà hầu như là không thấy ế, mà hầu như là làm không kịp để ở nhà ăn. Cái miếng sake này mình sẽ cắt mỏng như thế này. Đó, mình sẽ cắt đều như thế này để mà lát mình bỏ một miếng thịt lên đây, cái mình ép lại. Thật ra thì những cái lúc mà ở nhà thông thường thì người nấu ăn sẽ là ai hả anh Hiệp? Là mẹ hay là người nấu nhất. Mẹ rất là khéo tay và Hiệp rất thích những món ăn của mẹ nấu. Mà Vinh biết sao không? Khi mà ở nhà biết á, là Hiệp nấu ăn rất là ngon á, cho nên mấy người chị với mấy người em á không bao giờ mà vô bếp trơn á. Bắt Hiệp vô bếp không mà dụ Hiệp qua á. Nó vô bếp đi lát mua cây kem cho em. Anh Hiệp xem là Vinh trộn hai cái thịt với lại
cá thác lát như vậy đã được chưa? Chắc là cũng chắc tay lắm rồi á. Công nhận là Vinh là nãy giờ chắc là lo nói chuyện với Hiệp không, cho nên cái chả cá nó chưa ra nó hòa trộn với thịt, cho nên thì phải mạnh tay cái này vô. Tại càng mạnh tay á thì cái chả cá nó sẽ hòa lẫn với thịt và nó sẽ dai hơn, thì nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình ngon hơn, đúng không? Ngon hơn, với lại nó đều với nguyên vật liệu mình bỏ vô á. Và bây giờ thì gọi là tạm được đi. Dạ. Vinh cho Hiệp mượn cái tô. Dạ, tô này. Cái tô. Bây giờ cái trứng gà này, thứ nhất là mình sẽ không lấy lòng trắng. Mình chỉ lấy cái lòng đỏ thôi. Cái lòng đỏ thôi. Thì mình sẽ đập, mình đập ngang đây. Như thế này. Mình đập ngang. Nhưng mà mình phải làm lấy khéo, không là nó bị bể. Đó, mình chỉ lấy cái lòng đỏ thôi. Mỗi người có một cái khéo rồi mình trông đều lên. Thì một cái đũa. Rồi, cho trộn đều đây ha. Sẽ trộn đều đây. Rồi, bây giờ cái bột bắp á thì Vinh lấy cho Hiệp một cái dĩa. Đây, một cái dĩa có bột bắp sẵn nè. Bột bắp sẵn ha, Vinh cầm cho Hiệp đi. Rồi, Vinh cho Hiệp một cái muỗng đi. Cho Hiệp một cái muỗng. Rồi, nhớ là trước khi mà mình làm cái này á thì mình sẽ làm cho nó đều ra như thế này. Dạ. Cái sake này, đúng không? Mình sẽ nhích một miếng đây. Mình sẽ làm đều đây. Sẽ làm này. Nhưng mình nhớ là mình phải chọn cho những cái miếng đó, nó giống nhau một tí thì nó sẽ đều hơn. Thế này. À, ghép hai miếng lại với nhau. Ghép hai miếng này, rồi biết làm sao nữa không? Thì lăn qua bột. Bậy, lăn đâu mà lăn. Đó, như thế này cho Hiệp mượn này. Cái để cái miếng này đây. À, nhúng vào trong. Nhúng vào đây. Đó, xong gà. Lăn cho nó đều, thật là đều. Cho nó đều hết cái miếng này. Thấy chưa? À, đúng là cái món ăn này lạ thì nó nhanh Hiệp. Đó. Xong rồi đúng không? Dạ. Khi mà đều rồi thì nhớ là cẩn thận, mình để trên đây. Mình để ngay đây. Thì á là mình lấy cái muỗng này nè. Mình sẽ rắc bột lên. Rắc bột đêm thật là đều nha. Thật là đều, đó, thật là đều. Rồi. À, cái món này á thì mình phải chiên, cho nên á cái chảo dầu của mình phải thật là nóng và phải ngập dầu. Bây giờ thì Hòa Hiệp thấy dầu sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô đó. Coi chừng cẩn thận nha, chứ lần đầu Hiệp làm á là nó văng đó. À, thơm quá Hiệp ơi. Thì cái bụi bắp của nó rất là thơm. Mình phải trở đều, thì nếu không đều thì cái miếng vàng nó không vàng. Trở giùm Hiệp đi. Đây em. À, tại cái món này á thì nó rất là nhiều dầu. Dạ. Mà cần phải có dầu, cho nên mình phải lót một miếng giấy để nó thấm dầu. Khi mà chín rồi cảm thấy nó vàng rồi á thì Vinh để qua đây. Nhà anh Hiệp thấy như thế này đã cái được chưa? Được rồi đó, được rồi đó. Dạ. Xong. Xong rồi đúng không? Còn cái phần này là Vinh xí mang về. Bây giờ quan trọng là phải thử coi cái thành phẩm của mình như thế nào chứ, đúng không? Dạ, đúng rồi đó. Vậy thì mỗi người một cái chén nha. Cái này của anh Hiệp. Đây. Tôi nói cái trong bếp thì thường ăn dụng nó ngon là mình trưng bày đúng không? Dạ. Đó, đang thử đi. Rồi phải chấm với sốt nữa. Chấm với sốt nữa. Chấm miếng sốt vô. Rồi cắn. Thơm quá đúng không? Thơm quá. Không? Nó ngon tên ơi. Nó vừa béo nè, giòn giòn nè, thơm nè. Và còn cái phần mà chả cá ở trong thì nó lại dai dai nữa. Nó dai dai đúng không? Đúng rồi, rất là nhiều cái hương vị. Hương vị trong đó. À, vừa ăn không? Rất là vừa ăn. Không mặn không lạt. Đúng rồi. Đúng không? Đặc biệt là mình chấm với cái sốt xí muội nữa thì càng tô thêm cái vị của món sake nhồi thịt này, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì Tuyết Vinh tin là anh Hiệp có thể mở nhà hàng được rồi đó. Ê cha, nghe Vinh nói vậy Hòa Hiệp nôn mở nhà hàng quá. Một lần nữa cảm ơn anh Hiệp rất nhiều đã cùng đến với chương trình hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.